Sau khi phóng sự bệnh quên thở và số phận cậu bé 15 tháng tuổi được truyền hình báo Tuổi Trẻ đăng tải, rất nhiều khán giả đã dành sự quan tâm đặc biệt đến bé Phan Thành Đạt đáng yêu và đáng thương này. Và một tin thật vui là đã có Mạnh Thường Quân tài trợ 150 triệu đồng để mua máy thở cho bé Đạt. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học đã trao tấm séc 150 triệu đồng cho bà vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phúc Quốc tế và các Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ để mua máy trợ thở cho bé Đạt. Chị Đoàn Thị Hà, mẹ bé Đạt chia sẻ, trong thời gian qua đã có nhiều nhà hảo tâm xin số tài khoản và đến ủng hộ với số tiền trên 30 triệu đồng cho mẹ con chị và món quà hôm nay đã làm cho cả gia đình cảm kích để đứa con trai của mình sẽ không còn sống trong bệnh viện như 15 tháng qua.